Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Hồi đó, hai cô Marta và Maria cho người đến nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, người thầy thương mến đang bị đau nặng." Nghe vậy, Đức Giêsu bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa. Qua cơn bệnh này, con Thiên Chúa được tôn vinh." Đức Giêsu quý mến cô Marta cùng hai người em là cô Maria và anh Lazaro. Tuy nhiên, sau khi được tin anh Lazaro lâm bệnh, người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở. Rồi sau đó, người nói với các môn đệ: "Nào chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê." Khi đến nơi, Đức Giêsu thấy anh Lazaro đang chôn trong mộ được 4 ngày rồi. Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Marta liền ra đón người, còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Marta nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, nếu có thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết, bất cứ điều gì thầy xin cùng Thiên Chúa, người cũng sẽ ban cho thầy." Đức Giêsu nói: "Em chỉ sẽ sống lại." Cô Marta thưa: "Con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết." Đức Giêsu liền phán: "Chính thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?" Cô Marta đáp: "Thưa thầy, có. Con vẫn tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa, đấng phải đến thế gian." Đức Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến. Người hỏi: "Các ngươi để xác anh ấy ở đâu?" Họ trả lời: "Thưa thầy, mời thầy đến mà xem." Đức Giêsu liền khóc. Người Do Thái mới nói: "Kìa xem, ông ta thương anh Lazaro biết mấy." Có vài người trong nhóm họ nói: "Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư?" Đức Giêsu lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ, ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. Đức Giêsu nói: "Đem phiến đá này đi." Cô Marta là người chị người chết liền nói: "Thưa thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mộ đã được 4 ngày. Đức Giêsu bảo: "Nào thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang Thiên Chúa sao?" Rồi người ta đem phiến đá đi. Đức Giêsu ngước mắt lên và nói: "Lạy cha, con cảm tạ cha, vì cha đã nhậm lời con. Phần con biết cha hằng nhậm lời con. Nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là cha đã sai con." Nói xong, người kêu lớn tiếng: "Anh Lazaro, hãy ra khỏi mộ." Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải và mặt còn phủ khăn. Đức Giêsu bảo: "Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi."
Trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, để chuẩn bị cho chúng ta cử hành cuộc khổ nạn của Đức Giêsu vào tuần tới, vùng phủ hôm nay là Chúa Nhật thứ năm của mùa chay, muốn giới thiệu với chúng ta Đức Giêsu là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Chủ đề Đức Giêsu là sự sống là một chủ đề quan trọng trong Tin Mừng Thánh Gioan và trong các thư có cùng tên tác giả. Khi khẳng định Chúa Giêsu là Đấng ban sự sống, tức là khẳng định Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Bởi vì trong truyền thống Thánh Kinh chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng ban sự sống cho con người. Chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng có thể làm cho xác phàm của con người sẽ sống lại. Chính vì thế khi khẳng định Chúa Giêsu là Đấng ban sự sống thì đồng thời cũng là khẳng định Chúa Giêsu là Thiên Chúa quyền năng. Trong cuộc sống trần thế, Chúa Giêsu đã nhiều lần chứng minh người là Thiên Chúa, là Đấng ban sự sống. Chúa đã làm cho người con trai duy nhất của bà quá thành Na-im sống lại. Chúa cũng chữa cho một em bé gái 12 tuổi đã chết được sống lại. Và trên cây thập giá có hai người trộm đóng đinh cùng với Chúa. Một người trộm ăn năn sám hối, Chúa cũng tuyên bố với anh ta: "Quả thật, hôm nay tôi sẽ cho anh được ở trên thiên đàng với ta." Phép lạ Thánh sử Gioan kể lại với chúng ta hôm nay là một bằng chứng đặc biệt, cụ thể để minh chứng những gì Chúa Giêsu đã rao giảng khi người nói người chính là sự sống trần gian. Tôi là mục tử tốt lành, tôi đến để cho chiên được sống và được sống dồi dào. Như thế, Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa ban sự sống. Và mấy ngày nữa chúng ta sẽ cử hành cuộc khổ nạn của người. Phụng vụ hôm nay như một điều dạo trước để nói với chúng ta, mặc dù Đức Giêsu chịu đóng đinh thập giá, nhưng cuộc khổ nạn của người là một cuộc khổ nạn được tình nguyện chấp nhận. Mặc dù Đức Giêsu sẽ chịu đóng đinh vào khổ giá, nhưng cái chết của người là cái chết vinh quang. Ngôi mộ và cây thập giá không phải là điểm dừng cuối cùng của Chúa Giêsu, nhưng Đức Giêsu Kitô đã sống lại vinh quang. Và như thế qua phép lạ, Chúa làm cho ông Lazaro sống lại. Chúa muốn chứng minh quyền năng của người, cũng như Chúa muốn tiên báo sự phục sinh vinh quang của người. Đức Giêsu là Đấng ban sự sống. Chính chúng ta là những người đang được thông chia, được chia sẻ sự sống của người. Vì thế mà người ban sự sống siêu nhiên cho các tín hữu khi chịu phép thanh tẩy là chúng ta được tái sinh trong Đức Kitô, và sự sống hiện tại của chúng ta là sống trong Đức Giêsu Kitô. Chúng ta gọi là cuộc sống ân sủng, đời sống công chính, cuộc sống siêu nhiên có Chúa Giêsu hiện diện trong tâm hồn chúng ta, như Thánh Phaolô khẳng định với cộng đoàn tín hữu Roma trong bài sách thánh thứ hai mà chúng ta vừa nghe. Chúa Giêsu đến trần gian cũng để minh chứng Ngài là Thiên Chúa. Vì thế trong Chúa Nhật hôm nay chúng ta được nghe sách ngôn sứ Ezekiel. Ezekiel là vị ngôn sứ hoạt động vào thế kỷ thứ 7
ông đã được chiêm ngưỡng tương lai và ông loan báo với dân tộc Do Thái rằng sẽ có ngày Thiên Chúa can thiệp và người sẽ mở nấm mộ để đưa những ai an nghỉ trong nấm mộ đó được ra ngoài sự sáng. Ta sẽ mở huyệt cho các ngươi và ta sẽ đem các ngươi ra. Vào ngày ta mở huyệt cho các ngươi sẽ được chứa chan hạnh phúc, bởi vì các ngươi không còn nằm yên trong nấm mộ tối, nhưng các ngươi được ánh vinh quang của Thiên Chúa chiếu tỏa. Như thế, những gì Chúa Giêsu làm, người Do Thái qua đó để liên tưởng tới lời đã được tiên báo qua ngôn sứ Ezekiel. Kính thưa cộng đoàn, trong cuộc đối thoại với bà Martha là chị của ông Lazaro, người đã chết được 4 ngày, Chúa Giêsu đã nói với bà: chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Và Chúa hỏi bà: chị có tin điều ấy không? Tin vào Chúa khi gặp may mắn, thuận lợi, bình an, vui mừng, phấn khởi là một điều dễ dàng. Nhưng tin vào Chúa lúc gặp khó khăn, gian nan, thử thách, và nhất là khi đối diện với sự chết, thì tin vào Chúa không dễ dàng chút nào. Trước đại dịch COVID-19, trong lúc này, Chúa cũng đang đặt câu hỏi với chúng ta, như Chúa đã đặt câu hỏi với bà Martha: anh chị em có tin vào quyền năng Thiên Chúa không? Anh chị em có tin tôi là đấng sự sống? Anh chị em có tin vào tôi là đấng cứu độ trần gian không? Mỗi người chúng ta được mời gọi để xác tín vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng ta tin vào lời Chúa đã khẳng định: ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ thì sẽ mở cho. Đương nhiên, Chúa có cách hành động của Chúa. Chúa sẽ mở cho chúng ta cánh cửa vào lúc Chúa muốn, theo cách Chúa muốn. Và một điều quan trọng, đó là cách hành động của Chúa luôn luôn nhằm lợi ích cho con người, vì Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Chính vì thế mà trong cơn đại họa này, là người Kitô hữu, chúng ta càng được mời gọi xác tín vào quyền năng của Chúa. Như Chúa đã làm cho ông Lazaro chết sống lại, ngày hôm nay Chúa có thể chữa lành nhân loại theo như Chúa muốn, vào thời điểm Chúa muốn. Chắc chắn một điều, đó là đem lại hạnh phúc và ích lợi cho con người chúng ta. Hãy ra khỏi mộ, Chúa Giêsu tuyên bố điều ấy. Đây là một lời tuyên bố đầy quyền năng. Vì thế mà qua lời tuyên bố này, một người đã chết 4 ngày, xác chết đã bắt đầu phân hủy, xác chết đã bắt đầu bốc mùi, mà lại vẫn trở thành con người, vẫn phục sinh sống lại được. Lời tuyên bố ấy đã đem lại niềm vui cho gia đình thân thuộc và xóm làng. Đây là cũng là lời Chúa kêu gọi chúng ta: hãy ra khỏi mồ của sự ích kỷ, vô tín, dửng dưng và vô cảm. Bởi lẽ khi sống ích kỷ và tội lỗi là chúng ta bị chôn trong những nấm mồ tăm tối. Ta sẽ mở huyệt cho các ngươi và sẽ đưa các ngươi ra khỏi huyệt. Đó là lời Chúa đã hứa qua ngôn sứ Ezekiel, và đó cũng là điều Chúa vẫn đang thực hiện mỗi ngày nơi chúng ta là những người thành tâm, thiện trí, sám hối, canh tân cuộc sống để trở về với Người. Thân xác của ông Lazaro sống lại kể cả khi đã bắt đầu phân hủy. Chi tiết này khẳng định với chúng ta vào lúc bi đát nhất của thân phận con người và của bối cảnh xã hội, chúng ta vẫn không mất niềm hy vọng vào Thiên Chúa, bởi vì Ngài là đấng quyền năng và là Cha yêu thương con người. Kính thưa anh chị em, thứ Sáu ngày 27 tháng 3 vừa qua, vào lúc 18 giờ giờ Roma, tức là lúc nửa đêm giờ Việt Nam, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự giờ cầu nguyện và chầu thánh thể tại tiền đường đền thờ Thánh Phêrô ở Roma. Suy tư đoạn tin mừng Thánh Marco kể lại việc Đức Giêsu dẹp yên bão tố khi người cùng với các môn đệ đi qua biển hồ Galilee.
Đức Thánh Cha đã so sánh thế giới hiện tại như đang trên con thuyền trước phong ba. Mọi người đều lo sợ, mọi người nghĩ rằng Thiên Chúa đang ngủ, mọi người nghĩ rằng Chúa đang vắng bóng, và mọi người cũng nghĩ rằng Thiên Chúa dửng dưng với nỗi đau của con người. Nhưng Đức Thánh Cha động viên khích lệ chúng ta và khẳng định: đừng quên có Chúa Giêsu đang ở với chúng ta. Đừng quên Người là đấng quyền năng. Hãy vững lòng cậy tin và hãy cầu nguyện với Chúa. Chắc chắn Chúa sẽ giải thoát chúng ta như Chúa đã làm cho sóng gió yên lặng giữa cơn bão tố. Kính thưa cộng đoàn, Thánh Gioan diễn tả Đức Giêsu xúc động và rơi lệ trước cái chết của ông Lazaro. Giữa đại họa mà thế giới đang phải trải qua, Thiên Chúa không dửng dưng, chúng ta tin điều ấy. Chúng ta cầu nguyện trong thánh lễ này để xin Thiên Chúa quyền năng nâng đỡ chữa lành con người. Chúng ta cũng xin Chúa cho nhân loại qua những gì đang xảy ra biết sống yêu thương và liên đới với nhau hơn. Qua đại họa này, chúng ta sẽ nhìn cuộc sống với một cái nhìn khác, có thể là mới mẻ. Chúng ta sẽ sống tình liên đới với những phương cách mới để đem lại sự bình an cho xã hội. Thiên Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại. Thiên Chúa sẽ làm cho thân xác con người ra khỏi huyệt. Thiên Chúa là đấng quyền năng. Chúng ta tin rằng Ngài là Cha yêu thương thế gian và sẽ chữa lành thế giới. Amen.